Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng kiểm tra kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trên địa bàn quận Thanh Khê. Theo đánh giá, thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 quận Thanh Khê đã triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, thành ủy, Ban chỉ đạo 35 thành phố về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên, dư luận xã hội. Ban chỉ đạo quận thường xuyên củng cố kiện toàn thành viên, cộng tác viên, báo cáo kịp thời những vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn cho thường trực quận ủy để chỉ đạo xử lý. Qua thực tiễn hoạt động cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả nhằm phát huy mô hình. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 35 quận Thanh Khê cũng đã kiến nghị một số nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian đến.